chương 191, chương giữa mùa đông lại có con mũi. Lại nói ban đầu, bạo quân cùng thiên lý nhãn, chỉ là muốn ăn cá, không nghĩ tới lại ăn được cá sấu. Nhưng mà không sao. Cá sấu, chỉ cần có cái ngư tự, hay kia là cá. Hơn nữa còn là một đầu dài đến 70 mét hơn cá lớn. Cũng không biết cùng hổ văn cá mập so ra cái nào lớn. Nhưng không tí ti ảnh hưởng thiên lý nhãn cùng bạo quân đã mừng như điên. Trực tiếp bắt đầu thôn vệ lên trên trăm tấn huyết nhục. Đầu tiên, bạo quân đem đầu này cá sấu đầu kéo xuống. Dự định làm thành chiến lợi phẩm. Khiên trở về. Để cho khác thi vương thú vương mở mắt một chút. Mà tại phương diện năng lượng kết tinh. Thiên lý nhãn trực tiếp chui vào đầu này cá sấu lồng ngực ở trong, xé ra trái tim, đào ra một khỏa, khoảng chừng xe díp lớn nhỏ như vậy năng lượng thật lớn kết tinh. Năng lượng ẩn chứa trong đó. Là phổ thông zombie xa xa không cách nào so sánh. Thậm chí liền bình thường tin anh cấp năng lượng kết tinh, đều phải mấy cái chất thành một đống, mới có thể cùng hắn đánh đồng. Dù sao, năng lượng kết tinh phẩm chất, cũng chính là ẩn chứa trong đó năng lượng bao nhiêu cùng tinh thuần trình độ, là cùng nguyên chủ đẳng cấp cùng thực lực cùng một nhịp thở. Trăng rắc. Một phen bạo lực đập lên sau đó. Cái này một khỏa năng lượng to lớn kết tinh, thành công bị bạo quân một phân thành hai. Thiên lý nhãn tiếp nhận một nửa khác. Song phương đồng thời bắt đầu hấp thu lên ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Đây là một cái quá trình khá dài. Không có một đêm giờ, không cách nào đem hai nửa trong năng lượng kết tinh năng lượng toàn bộ hấp thu hầu như không còn bởi vậy bạo quân cùng thiên lý nhãn ngược lại cũng không gấp gáp trực tiếp tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời xuống quyết định đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm này hắn cái một đêm một bên hút lấy năng lượng kết tinh một bên ngoạ miếng thịt lớn thật tốt hưởng thụ một chút mà chỉ chớp mắt trời chiều cũng đã rơi xuống màn đêm bao phủ đại địa bạo quân cùng thiên lý nhãn còn tại ăn không ngừng thậm chí còn theo thói quen đọ kình. Tới một hồi đại vị vương tranh tài. Xem ai ăn càng nhanh càng nhiều. Kết quả song phương đánh một cái ngang tay. Đều ăn bụng vệ. Triệt để không nhét lọc. Thế là chỉ có thể dùng bình thủ chấm dứt. Nhưng cuối cùng không thể quyết ra thắng bại, thiên lý nhãn cùng bạo quân hai cái ngoài miệng lại là vẫn không chịu chịu thua, như cũ tại lẫn nhau mắng. Bạo quân ném đi một cây cực lớn xương đùi. Nện ở bên cạnh thiên lý nhãn. Ngươi nhìn một chút, trong này còn có cốt tủy ngươi không ăn đâu, ngươi gian lận, hẳn là ta thắng. Thiên lý nhãn cũng đánh trả. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi cánh cửa kia cá xấu huyết ngươi uống xong sao, đều chảy đầy đất, không biết còn tưởng rằng ngươi đặt cái kia dưỡng cá voi đâu, chơi xấu. Rõ ràng đã là hai đại tinh anh cấp đỉnh phong thi vương. Nhưng lại không có chút nào thuộc về thi tộc vương giả uy nghiêm. Giống như là hai cái học sinh tiểu học đang cãi nhau. Hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn. Đến mức không để ý đến một chút thanh âm rất nhỏ. Ông 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 một hồi tần suất cực cao đồng thời lại tương đối âm thanh chói tai từ xa mà đến gần dần dần bay tới nhưng hai đại thi vương lại là không phát hiện chút nào mà đạo thanh âm này bản thể lại là một con mũi chuẩn xác mà nói là một cái biến dị con mũi con mũi con ruồi loại sinh vật này cực độ sợ lạnh theo lý mà nói tại trong băng thiên tuyết địa này là tuyệt đối không có khả năng có hai loại sinh vật xuất hiện nhưng vẫn là câu nói kia ở trong tận thế duy nhất lẽ thường chính là ở trong tận thế không có lẽ thường. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, một cái này biến dị con mũi, không chỉ có 10 phần am hiểu che lấp tự thân khí tức, thậm chí còn có thể thay đổi bên ngoài thân màu sắc, hoàng mỹ dung nhập vào màn đêm đen kịp ở trong, đồng thời, ở tại tồn trữ huyết dịch phần bụng, còn giống như đom đóm, tản mát ra màu đỏ ánh sáng nhạt, cùng với khí tức nóng bỏng. Bởi vậy liền có thể biết được. Một cái này con mũi sở dĩ có thể tại băng thiên tuyết địa rất lạnh trong màn đêm phi hành hoạt động hoàn toàn là bởi vì hút ăn lòng đất nham tương nguyên nhân lấy nham tương nhiệt lượng tới ấm áp tự thân chống cự rét lạnh đêm đông từ đó có thể tiếp tục đi ra hút huyết dịch mà lúc này đang chuyên tâm lẫn nhau mắng hai đại thi vương đã biến thành một cái này dung nham huyết văn con mồi đè thấp phi hành âm thanh dung nham huyết văn giống như quỷ mị bay đến thiên lý nhãn sau lưng như châm tầm thường gắt hút mũi nhọn còn bôi rét lấy một tầng thuốc mê nọc độc có thể khiến bị đâm vào mục tiêu sẽ không sinh ra đau đớn từ đó không thể nhận ra cảm giác mình bị hút huyết dịch sự thật. Thẳng đến hút không sai biệt lắm. Dung nham huyết văn dự định rời đi. Cánh vỗ hình thành khí lưu, mới rốt cục đưa tới thiên lý nhãn chú ý. Động tĩnh gì? Còn có gió. Nhưng hắn không nghĩ nhiều. Trực tiếp hỏi bạo quân. Uy, ngươi có phải hay không lại làm cái gì tiểu động tác, nhanh chóng cho ta đúng sự thật đưa tới. Bạo quân bị hỏi không hiểu ra sao. a à, Ngươi nói gì thế, ta nếu là thật muốn động thủ, còn cần đến lén lút trực tiếp vung lên xương cốt bổng tử gọt ngươi đi nhưng nói bạo quân lại là đột nhiên cảm nhận được bình thường vây quanh bên ngoài thân một tầng mỏng manh bá khí bị quấy rầy rồi giống như đang tại có cái gì sắc bén đồ vật nếm thử đâm xuyên tầng này mỏng manh bá khí từ đó đâm vào trong cơ thể của mình không nói hai lời bạo quân một nhóm người phản ứng lại mãnh liệt bá khí phá thể mà ra trực tiếp đem một cái kia ý đồ bất chính dung nham huyết văn quấn quanh nhốt con mũi bạo quân ngoài ý muốn Thiên Lý Nhãn lúc này cũng đi tới. Sờ lên trên lưng nâng lên bao lớn. Hắn cũng là có chút buồn bực. Vừa rồi chính là thứ này đâm ta một chút. Giữa mùa đông lại còn có con mũi. Quản hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết chết lại nói. Bạo quân lại là trước sau như một không cần nghĩ nhiều thế, khống chế bá khí, tại chỗ đem một cái này con mũi dảo sát thành cạn bã, cũng dẫn đến bị nó hút những kia máu me cũng cùng nhau ma diệt. Bất quá. Bạo quân cùng thiên lý nhãn lại là không để ý đến một sự thật con mũi loại sinh vật này, cũng không phải đơn độc qua lại, khi ngươi phát hiện một con mũi, như vậy tại chung quanh của ngươi, rất có thể liền đã tồn tại hàng ngàn con con mũi. Mà sự thật cũng đích xác như thế. Một cái này dung nham huyết văn chết, phản phất như là một cái đạn tín hiệu. Trực tiếp đem chung quanh số lớn đồng loại đều hấp dẫn tới. Tiếng ông ông phô thiên cái địa. Đại lượng dung nham huyết văn tụ lại cùng một chỗ, ở trong trời đêm xoay quanh, phần bụng toàn bộ đều tản mát ra ửng đỏ ánh sáng, giống như một mảnh không ngừng biến hóa ráng đỏ trực tiếp đem hai đại thi vương bao phủ ta dựa vào từ đâu tới nhiều con mũi như vậy thiên lý nhãn cùng bạo quân đều kinh ngạc lập tức vội vàng ngăn cản bạo quân bá khí hộ thể con mũi dắt hút không cách nào đâm xuyên đến nay như thế đông đảo văn tự liền đem chủ công mục tiêu đổi thành thiên lý nhãn mới vừa rồi bị cá sấu đuổi theo một lần thiên lý nhãn lúc này mới thời gian mấy canh giờ liền lại bị con mũi nhóm đuổi một lần huyển vực ma đồng bệnh ra huyển cảnh đối mặt nhiều con mũi như vậy, cũng là chỉ có thể vây khốn trong đó một phần rất nhỏ, tuyệt đại đa số như cũ kiên nhẫn không bỏ đuổi theo. Không ngừng tại thiên lý nhãn trên thân đâm ra cái này đến cái khác bao lớn. Đồng thời hút lấy đi số lớn máu tươi. Không đầy một lát công phu. Mới vừa rồi còn ăn uống no đủ thiên lý nhãn, liền gầy một mảng lớn, phản phất trở thành thay khô. Chỉ có thể hô to cứu mạng. Thời khắc nguy cơ. Một đạo màu máu đỏ tịnh lệ thân ảnh. Từ trên trời giáng xuống. Chính là huyết cơ chương 192, chương mũi tai. Huyết cơ, quá tốt rồi, mau tới mau cứu ta, ta sắp bị dung nham huyết văn cắn chết. Nhìn thấy huyết cơ từ trên trời giáng xuống. Thiên lý nhãn không chút do dự, lập tức tốc độ ánh sáng trượt quỳ, lựa chọn ôm đùi. Không có tiền đồ. Huyết cơ bất đắc dĩ trắng thiên lý nhãn một mắt. Nhưng cũng là đồng sự. Vẫn là lựa chọn ra tay một cứu. Hơn nữa trên thực tế. Nàng cũng đích xác là bị này một đám đột nhiên xuất hiện bọn này con mũi, hấp dẫn mà đến giữa mùa đông thế mà xuất hiện một đám hỏa thuộc tính con mũi. Loại này hiếm thấy tình huống. Tự nhiên đưa tới huyết cơ coi trọng, dự định tự mình tìm tòi hư thực. Mà đầu tiên, chính là muốn thăm dò thăm dò bọn này dung nham huyết văn thực lực. Ông 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 ông. Từng mảng lớn bọn này con mũi, tại tầng trời thấp xoay quanh, nồng đậm giống như đen như mực mây đen, càng là lập lòe điểm điểm hồng quang. Cảm giác ác bách mười phần. Vừa lên tới liền đem huyết cơ vây quanh. Từng cây sắc bén khẩu khí, hướng về huyết cơ cái kia da thịt trắng loãng đâm tới dự định ăn như gió cuốn một phen nhưng tại huyết dịch phương diện này huyết cơ có thể nói là khó gặp đối thủ trước mắt bọn này dung nham huyết văn mặc dù số lượng khổng lồ hơn nữa lấy hút huyết dịch mà sống nhưng ở trước mặt huyết cơ như cũ không đáng chú ý huyết châu biến dọc dọc máu tươi từ bên ngoài thân chảy ra hóa thành từng khỏa mượt mà huyết châu lơ lửng ở chung quanh xen kẽ tại từng cái dung nham huyết văn ở trong sau một khắc tinh hồng sắc năng lượng liền từ bên trong những huyết châu này tỏa ra. Quanh, 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 từng khỏa huyết châu nổ tung. Sinh ra nổ tung uy lực không thể kinh thường. Tựa như bắn liên thanh đồng dạng. Tại dung nham huyết văn hình thành trong mây đen liên tiếp vang dội. Dung nham huyết văn vốn định hút huyết cơ huyết dịch. Nhưng không nghĩ tới lại là trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Huyết dịch không có hút thành. Ngược lại là bị bạo liệt huyết châu nổ chia năm xẻ bảy từng cái tử tướng cực kỳ thê thảm. Năng lượng kết tinh một cái không sót. Thậm chí ngay cả mang theo thi hài đều bị hóa thành máu mũ, bị huyết cơ đều thôn vệ, đã biến thành chất dinh dưỡng. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn con dung nham huyết văn, liền bị huyết cơ một chiêu nhẹ nhõm đoàn diệt. Huyết cơ thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng thuộc tính khắc chế ưu thế cũng càng rõ ràng. Trận sóng gió này cuối cùng tạm có một kết thúc. Bạo quân cũng thở hồng hộc chạy tới. Đối với chuỗi này tình huống, vẫn như cũ là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được đến tục cùng xảy ra chuyện gì vẫn là huyết cơ mở miệng thu thập một chút hiện trường ta mang các ngươi trở về hướng thi hoàng đại nhân bẩm báo chuyện này xem thi hoàng đại nhân sẽ có gì chỉ thị hảo ta nghe lời ngươi thiên lý nhãn cùng bạo quân cũng không có dị nghị nhao nhao đi theo huyết cơ hướng về biệt thự phương hướng chạy tới chỉ có điều lúc gần đi bạo quân vẫn không quên khiêng lên hắn cái kia một lớn khỏa biển cả loan ngạc đầu người xem như chiến lợi phẩm lấy về khoe khoang khoe khoang Liên Thành. Hồ sâu thăm thẳm long cảnh tiểu khu. Trong biệt thự. Nghe xong huyết cơ chờ tam đại thi vương hồi báo tình huống. Khoa trương ngừng lay động ly đế cao. Đem trong chén đỏ tươi đồ uống uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi đứng dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Các ngươi nói là, bị một đám biến dị con mũi tập kích, hơn nữa bọn này con mũi vẫn là hiếm hoi hỏa thuộc tính huyết thuộc tính phối hợp chủng loại, có thể không sợ mùa đông rét lạnh khí hậu, thậm chí còn có thể đối với các ngươi cấu thành nhất định uy hiếp Không tệ, Thiên Lý Nhãn gật đầu một cái. Xem như bị đám kia dung nham huyết văn đuổi nhất là chật vật một cái. Hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ có lĩnh hội. Nói. Thi Hoàng Đại Nhân, ta muốn truy ra một chút bọn này con mũi lai lịch, tốt nhất có thể đưa chúng nó trảm thảo trừ căn, dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Huyết cơ cùng bạo quân cũng đều là cái này một thái độ. Các ngươi nói không phải không có lý. Khoa trương tán đồng gật đầu một cái. Xem như đồng ý thiên lý nhãn đề nghị tiếp đó gọi tới trùng vương bọ cạp hậu đối với bọ cạp hậu cùng thiên lý nhãn phân phó nói tuy tra đám kia dung nham huyết văn lai lịch cùng rơi xuống nhiệm vụ này bản hoàng liền giao cho các ngươi hai cái trong vòng ba ngày bản hoàng liền muốn nhìn thấy thực chất thành quả nghe rõ chưa thuộc hạ minh bạch tuân mệnh thiên lý nhãn cùng bọ cạp hậu nhao nhao gật đầu lập tức liền ngựa không ngừng vó thi hành nhưng trận này mũi tai liên lụy đến phạm vi nhưng xa xa không chỉ nơi này giờ này khắc này hồng ngay cả căn cứ khu cũng bị đại lượng dung nham huyết văn tập kích cảnh báo vang vọng phá vỡ yên tĩnh đêm dài cả tòa bên trong căn cứ thị lại lần nữa loạn thành hỗn loạn thậm chí so thi nhóm đột kích còn muốn càng thêm hỗn loạn đơn giản là thi nhóm quy mô dù thế nào khổng lồ cũng cuối cùng chỉ có thể trên đất bằng không ngừng tiến lên nhưng bây giờ ô ô mênh mông bay tới một đoàn dung nham huyết văn lại là chiếm cứ lấy chế không ưu thế có thể ở trên cao nhìn xuống không ngừng đối với bên trong căn cứ thị nhân viên phát động tập kích. Lập tức thay đổi vị trí bình dân, mở ra dưới mặt đất hầm trú ẩn, không thể để cho dung nham huyết văn tại trong lãnh địa khuếch tán ra, nếm thử đem bọn nó vây quanh tại một cái địa điểm tập trung tiêu diệt. Căn cứ khu thị trưởng Phương Hồng Vũ chỉ huy toàn cục. Mà ở tiền tuyến trên chiến trường, Bạch Duyên mấy người tiến hóa giả, càng là xung phong đi đầu, xung kích tại tuyến đầu. Đạn lửa chuẩn bị, ném mạnh. Một nhóm tồn kho đứng lên, vẫn không có cam lòng vận dụng đạn lửa, cuối cùng tại lúc này bị lấy ra, các binh sĩ kéo ra kiếp nổ, ra sức đem những thứ này đạn lửa ném đến không trung. Tiếp đó liền nhìn thấy từng đóa từng đóa ánh lửa ở giữa không trung nổ tung. Giống như sáng lạng khói lửa. Cũng thực đem không thiếu dung nham huyết văn thiêu đốt trở thành tro tàn. Biến thành từng khối thiêu đốt lên thang cốc. Rơi xuống phía dưới. Nhưng so với dung nham huyết văn khổng lồ tổng lượng. Bị thiêu đốt đánh tiêu diệt số lượng, vẫn như cũ chỉ có thể coi là chín trâu mất sợi lông. Hiệu quả có, nhưng không lớn chúng ta tự thân lên. Tại loại này khẩn cấp quan đầu, vẫn là phải dựa vào tiến hóa giả thực lực cường đại, tới ngăn cơn sóng dữ. Kết quả là, trên bảng xếp hạng trước 100 tiến hóa giả nhau nhau đứng dậy. Bắt đầu đối với xoay quanh trên không trung dung nham huyết văn phát khởi công kích. Bạch diên xem như thẩm phán giả. Đồng thời cũng là bên trong căn cứ thị chiến lực luận ngoại người mạnh nhất. Từ sau eo rút ra một cái khúc chiếc như trường xà đỏ thẩm lưỡi dao. Màu xám đậm thẩm phán chi lực bám vào tại trên mũi kiếm chợt vung lên kiếm khí ngang dọc tại chỗ chém vết đông đảo dung nham huyết văn thậm chí tạo thành một màn mưa máu bản xếp hạng đứng đầu bản hồng vũ tinh lực đỏ tươi quấn quanh quanh thân hai chân chợt phát lực càng là như tên lửa vọt tới giữa không trung lập tức hùng hậu huyết khí bộc phát hóa thân hình người bom nổ chết một mảng lớn dung nham huyết văn xếp hàng thứ hai thứ ba anna cùng triệu thiên lạnh cũng lần lượt ra tay một bên là biển lửa phần thiên một bên là trời đông giá rét rõ ràng diễn ra vừa ra hỏa cùng nước đá lưỡng trọng thiên. Mà liền tại cái này cả đêm dưới kịch chiến. Tảng sáng thời gian. Thiệt hại hơn phân nửa dung nham huyết văn nhóm, cuối cùng là lựa chọn thối lui. Biến mất ở căn cứ khu trong tầm mắt của mọi người. Trận này đột nhiên xuất hiện mũi tai kết thúc. Nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là vô cùng hậu hoạn. Bên trong căn cứ thị bộ bị phá hư nghiêm trọng. Mấy con phố khu đều trở thành phế tích. Nhân viên thương vong cũng đồng dạng thảm trọng. Trực tiếp tử vong có hơn nghìn người người bị thương càng nhiều. Trọng đại như thế thiệt hại, lệnh căn cứ khu cao tầng cực kỳ trọng thị. Trực tiếp hạ lệnh. Vô luận vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều phải triệt để đem dung nham huyết văn tiêu diệt sạch sẽ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chương 193, chương giao dịch thi hoàng kinh khủng nội tình. Tiêu diệt mũi tai. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải trước giải quyết rất nhiều tiền trí vấn đề. Tỷ như, dung nham huyết văn nơi phát ra. Khắc chế dung nham huyết văn phương pháp, cùng với đề thăng phe mình thực lực. Phía trước hai cái khó khăn, mặc dù cũng đã bắt đầu nếm thử giải quyết, nhưng cuối cùng không phải có thể trong một sớm một chiều giải quyết. Nhưng cái cuối cùng khó khăn, lại là có một cái có thể nhanh chóng giải quyết chuyển cơ. Đó chính là Bạch Diên cùng Khoa Trương ước định cẩn thận cái kia một hồi giao dịch. Thoáng chớp mắt, ước định cẩn thận thời gian giao dịch cũng đã đi tới. Hôm nay sáng sớm, Bạch Diên liền mang theo ba người, vội vã rời đi bách phế đại hưng căn cứ khu. Đi tới một tòa hoang phế đã lâu quảng trường mà đi theo ba người. Cũng là bên trong căn cứ thị không thể thiếu đại nhân vật. Trên bảng xếp hạng ba hạng đầu. Hồng Vũ, Anna, cùng với Triệu Thiên Hàng. Mà mang ba người này đến đây lý do cũng rất đơn giản, bọn họ đều là bên trong căn cứ thị tối cường một nhóm kia tiến hóa giả, đề cao bọn hắn thực lực thượng hạng, sẽ cho tiêu diệt mũi tai mang đến trực tiếp nhất trợ giúp. Chỉ có điều. Cùng Bạch Diên lạnh nhạt tâm tính khác biệt. Lần này cùng đi vào ba người, sau khi biết được sắp nhìn thấy trong truyền thuyết thi hoàng khoa trương, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút cẩn thận cùng sợ hãi. Liền xem như đã cùng khoa trương qua lại mấy lần triệu thiên hàng cũng là như thế. Cũng không phải là bọn hắn nhát gan. Thật sự là bởi vì thi hoàng tên tuổi quá mức vang dội. Liền giống với vương công đại thần, thân phận tất nhiên hiển quý, nhưng thấy đến hoàng đế cũng sẽ cảm thấy kinh sợ. Nhất là bản xếp hạng đệ nhất hồng vũ. Bạch Diên, ngươi xác định lần này giao dịch có thể tin được không, ngươi cùng thi hoàng khoa trương mặc dù có giao tình tình, nhưng dù sao bây giờ ngươi cùng hắn đã là hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nếu như hắn tại lần này trong giao dịch làm cái gì tiểu động tác vậy chúng ta tình cảnh nhưng là sẽ càng thêm nguy hiểm à khoa trương hắn sẽ không làm như thế bạch duyên như đinh chém sắt cấp ra trả lời chắc chắn nhưng hồng vũ rõ ràng đối với cái này chỉ bằng cảm tính đáp án cũng không hài lòng còn nghĩ tiếp tục phản bác nhưng lúc này một thanh âm bỗng nhiên ở phía sau hắn vang lên bất quá một bầy kiến hôi mà thôi bản hoàng nếu là muốn đối phó các ngươi còn cần đến làm cho cái gì không thấy được ánh sáng âm mưu quỷ kế tự mình đa tình đoạn này âm thanh tới không có dấu hiệu nào đồng thời rất có uy nghiêm lúc này dọa hồng vũ kêu to một tiếng vội vàng quay đầu lại là trông thấy thi hoàng khoa trương chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn đang một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn thi hoàng khoa trương không chỉ là hồng vũ đã cùng khoa trương đánh qua đối mặt anna cùng triệu thiên hàng cũng đồng dạng bị sợ hết hồn chỉ có bạch diên cười nói khoa trương hắn nói không sai. Tốt, bất lợi cho đoàn kết không cần nói, thu hồi ngươi những ý nghĩ kia, dưới mắt chúng ta muốn triệt để tiêu diệt mũi tai, nhất định phải cậy vào thi hoàng khoa trương, đây là sự thật không thể chối cãi. Biết. Hồng Vũ thở thật dài một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng thế cục cuối đầu. Hướng khoa trương trịnh trọng nói xin lỗi. Nhưng khoa trương liền cành đều không lý. Chỉ là một cái tiện tay có thế diệt sâu kiến, căn bản vốn không đáng giá hắn vì đó trả giá bất kỳ tâm tình chập chờn nhìn nhiều, cũng đã là sâu kiến lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Kết quả là, Khoa Trương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Từ mặt ngoài trong không gian, lấy ra 10 cái đổ đầy đỏ thấm chất lỏng ống nghiệm. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Bạch Diên cũng rất sung sướng. Đem mang theo vali sách tay mở ra, bên trong tràn đầy cũng là từng khỏa ống ánh trong suốt năng lượng kết tinh, không nhiều không ít, vừa vặn một ngàn khỏa. Ân. Ừ. Khoa Trương dùng tinh thần niệm lực đảo qua. Xác nhận không sai thế là đem 10 quản đỏ thấm chất lỏng đưa tới. Đồng thời từ trong tay Bạch Duyên nhận lấy cái kia rồng rã một tay nhất trương năng lượng kết tinh. Đây chính là huyết hòe dựng dụng ra đỏ thấm chất lỏng. Bạch Duyên bốn người đều cầm mấy cây ống nghiệm. Thận trọng quan sát kỳ trong ống nghiệm đỏ thấm chất lỏng. Đích xác từ trong cảm nhận được khổng lồ lại năng lượng tinh thuần. Là đồng thể tích năng lượng kết tinh mấy chục lần. Lại lại càng dễ bị hấp thu luyện hóa. Không thể nghi ngờ là cao cấp hơn tu luyện tài liệu cho dù dùng một ngàn khỏa năng lượng kết tinh tới trao đổi, cũng là hoàn toàn đáng cái giá này. Tuyệt đối đáng giá. Thậm chí, nếu như đem những thứ này ống nghiệm nhắm ngay vừa mới lên mặt trời mới mọc. Như vậy trong ống nghiệm đỏ thấm chất lỏng, càng là sẽ sinh ra giống như hổ phách một dạng khuynh hướng cảm xúc, tản mát ra đỏ tươi vần sáng, phá lệ mê người. Để cho hồng vũ ba người bản năng nuốt nước bọt. Không kịp chờ đợi muốn trực tiếp thôn vệ. Các ngươi có thể trực tiếp sử dụng, mặc dù những thứ này đỏ thấm chất lỏng là biến dị thực vật huyết hòe sản xuất, nhưng đối với sinh vật biến dị vẫn là nhân loại cũng không có cái gì tác dụng phụ, có thể trực tiếp hấp thu. Hoa trương nhìn ra trong mắt ba người khát vọng. Thế là nói cho bọn hắn không cần che lấp. Đồng thời còn mười phần tùy ý nói. Loại vật này tốt thì tốt, nhưng bản hoàng trong tay nhiều đã sắp chưa dùng hết, đang rầu nhiều hơn những thứ này phải dùng làm sao đi. Nói như vậy, bản hoàng còn phải cảm ơn các ngươi, thay bản hoàng dùng hết những thứ này tồn kho, miễn cho lãng phí, ha ha ha. Hoa trương không có khoe của ý vị. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý mấy lời nói này rơi xuống hồng vũ ba người trong tai nhất thời làm ba người bọn hắn trong lòng ngũ vị tạp trần trân quý như vậy bảo vật tại nơi đó thi hoàng thế mà sắp bị xem như thức uống sao chênh lệch thật đúng là lớn nha không so được không so được thi hoàng nội tình thực sự là kinh khủng trong lòng ba người ý nghĩ nói chung như thế cũng nhao nhao mở ra một cây ống nghiệm ngửa đầu đem trong ống nghiệm đỏ thấm chất lỏng một giọt không dư thừa đều uống cạn hiệu quả nổi bật hơn nữa có hiệu lực tức nhanh ngay tại uống vào bụng một giây sau. Hồng Vũ ba người liền cảm thấy thể nội dần dần bị năng lượng khổng lồ tràn đầy đầy, nhất định phải toàn lực luyện hóa, mới có thể cam đoan sẽ không bị năng lượng khổng lồ chống đỡ bạo thể mà chết, tử tướng thê thảm. Bởi vì cái gọi là vừa đau vừa sướng lấy. Tại bị thể nội năng lượng khổng lồ chỗ hành hạ đồng thời. Hồng Vũ ba người cũng có thể cảm thấy. Thực lực của bọn hắn chính ở chỗ một cái khả quan tốc độ rõ rệt dâng lên. Tiễn siêu tại phía trước yên lặng hấp thu tinh hạch tốc độ. Quả là nhanh đến bay lên. 3 3 3 Khi tất cả năng lượng bị đều hấp thu xong thời điểm, ba người cơ hồ đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hồng Vũ đi tới trung cấp cửu giai đỉnh phong. Anna cùng Triệu Thiên Hàng cũng tới đến trung cấp cửu giai hậu kỳ. Khoảng cách trở thành lãnh chúa cấp lại bước vào một bước dài. Ba người lại lần nữa lâm vào kinh hỉ cùng kinh ngạc ở trong. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Vẫn là tại dưới sự nhắc nhở Bạch Diên, khôi phục bình tĩnh, nhất là Hồng Vũ, đối với thi hoàng khoa trương thái độ, cũng là có rõ ràng chuyển biến. Mặc dù vẫn như cũ duy trì cẩn thận, nhưng rõ ràng nhiều phần kính sợ. Đồng thời chủ động nói tới lần này gặp mặt một cái khác ý nghĩ. Thi Hoàng, ta hy vọng ngươi hoặc bộ hạ của ngươi, có thể cùng chúng ta hồng ngay cả căn cứ khu cùng một chỗ, tìm kiếm dung nham huyết văn tung tích, triệt để tiêu diệt trận này mũi tai. Khoa Trương sau khi nghe được nở nụ cười. Trực tiếp khoát tay một cái. Không cần đến phiền toái như vậy. Bản hoàng này liền có thể mang các ngươi trực đảo đám kia dung nham huyết văn hang ổ. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa kinh ngạc. Chương 194, xin phép nghỉ. Chương này tác giả báo bệnh nha mầm non. Chuyển sang chương luôn. Mọi người nhớ bấm đăng ký với thích nha. Cảm ơn ạ. À. AD lười đọc truyện. Chương 195, chương lòng đất hồ dung nham. Theo lý mà nói, đám người bây giờ đã bỏ vào lòng đất ít nhất 1 ngàn mét chiều sâu. Tại loại này vị trí xuất hiện một tòa hồ dung nham, cũng không phải cái gì quá mức vượt qua lẽ thường sự tình. Nhưng, chân chính lệnh hồng vũ một đoàn người cảm thấy kinh hãi là hồ dung nham bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy đỏ thẫm chói mắt trong hồ dung nham, thế mà nổi lơ lửng từng khỏa ống ánh trong suốt, giống như thủy tinh tầm thường trứng trùng. Những thứ này trứng trùng hoàn toàn không thấy nham tương kinh khủng nhiệt độ cao. Theo nham tương di động mà chìm chìm nổi nổi. Mà tại nửa trong suốt trứng trùng nội bộ, một đoàn người càng rõ ràng nhìn thấy, có từng cái đã sắp phát dục hoàn toàn con bọ gậy, liền muốn phá xác mà ra. Trăng rắc răng rắc răng rắc rất nhanh một khỏa trứng trùng vỡ tan từ vết nứt chỗ một cái đã mọc ra bộ phận xương vỏ ngoài còn mọc ra mắt to cùng với cái đuôi dung nham huyết văn ấu trùng trực tiếp liền chui đến sền sệt nóng bỏng nham tương ở trong liền tựa như cá vào biến cả đồng dạng vui sướng ngao du thậm chí còn miệng lớn cắn nuốt nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn lên phát dục mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu có lẽ cái này một nhóm trứng trùng cũng đã đạt đến có thể phu hóa tình cảnh. Cái này cái thứ nhất phu hóa ấu trùng, chỉ là vừa mới bắt đầu, sau khi nó, càng ngày càng nhiều thủy tinh trứng trùng bắt đầu vỡ tan, càng ngày càng nhiều ấu trùng đồng dạng chui vào nham tương ở trong, bắt đầu thôn vệ nham tương, cấp tốc lớn lên phát dục. Lại có sinh vật biến dị có thể trực tiếp thôn vệ nham tương. Một màn này lệnh hồng vũ bọn người nhẹn họng nhìn trân trối. Lập tức rất nhanh ý thức được. Tuyệt đối không thể làm cho những này trứng trùng hoàn toàn phu hóa, cũng không thể để những thứ này ấu trùng lớn lên trở thành côn trùng trưởng thành. Bởi vì cái này một nhóm trứng trùng số lượng đơn giản quá qua khổng lồ. Không thể nhìn thấy phần cuối hồ dung nham bên trên. Đã bay đầy thủy tinh tựa như trứng trùng. Hơn nữa đang tại một cái tiếp một cái cấp tốc phu hóa. Nếu như dựa theo dạng này thế xuống. Sợ rằng sẽ sẽ trực tiếp đản sinh ra mấy vạn thậm chí mấy chục vạn chỉ dung nham huyết văn. Chật nhìn có lẽ không nhiều. Cùng trước khi tận thế con mũi quy mô kém xa. Nhưng. Phải biết biến dị sau dung nham huyết văn, hắn trình độ uy hiếp cùng trước khi tận thế phổ thông con mũi, hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Một cái dung nham huyết văn, cũng đủ để trong người bình thường đại khai sát giới, ba con dung nham huyết văn nhất định phải để cho ngang cấp tiến hóa giả, cẩn thận ứng đối, mà nếu như là hàng trăm hàng ngàn con dung nham huyết văn, cũng đủ để tạo thành một hồi hủy diệt tính mũi tai. Đoạn thời gian trước, Thiên Lý Nhãn cùng Bạo Quân, cùng với Hồng Ngay cả căn cứ khu gặp mũi tai, cũng bất quá chính là loại trình độ này mà thôi. Nếu như ở đây mấy vạn thậm chí mười mấy vạn con dung nham huyết văn, toàn bộ bay đến ngoại giới, cả tòa hồng liền trong thành phố nhân loại cùng sinh vật biến dị, chỉ sợ đều sẽ bị hút thành từng cổ thây khô. Ý thức được nguy cơ có bao nhiêu khổng lồ. Hồng Vũ một đoàn người lập tức chuẩn bị ra tay. Nhưng cùng lúc đó, khoa trương một nhóm tồn tại, cũng bị tại trong hồ dung nham ngao du một đoàn dung nham huyết văn ấu trùng cảm giác được, bọn này bụng đói kêu vang ấu trùng, đối mặt từng cái tản mát ra khổng lồ năng lượng ba động thi tộc hoặc nhân loại, căn bản liền không có bất kỳ lòng kính sợ nhao nhao tại trước tiên liền chủ động phát khởi công kích. Từ miệng khí bên trong phun ra ra từng khỏa dung nham cầu. Hội tụ thành dày đặt mưa đạn. Hướng về đám người oanh kích mà đến. Phòng ngự. Triệu thiên hàng lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời. Hoàn toàn như trước đây khuếch tán ra hàng khí âm u. Hết sức lớn mật nếm thử, đem một bộ phận hồ dung nham đóng băng. Hàng khí âm u một bộ phận trực tiếp bị sóng nhiệt bốc hơi. Nhưng cũng đích xác có một chút thành công ngưng kết thành băng rơi vào nóng bỏng nóng bỏng nham tương phía trên, suy suy suy, đem một phần nhỏ trên mặt hồ nham tương thành công ngưng kết thành hắc diệu thạch, cũng dẫn đến trong đó một chút ấu trùng, cũng toàn bộ phai mờ. nhưng mà một lớp này tiêu diệt ấu trùng số lượng cùng chỉnh thể quy mô so sánh, quả thực là không đáng giá nhắc tới. như cũ có số lớn dung nham cầu bay vụt mà đến, không ngừng tại mọi người bên chân nổ tung, quanh 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 khoa trương từ đầu đến cuối đứng tại chỗ tinh thần niệm lực tự động hóa làm lực trường đem những cái kia bay tới dung nham cầu toàn bộ đánh phản mà bạch duyên nhất đi thì nhao nhao linh hoạt tránh né công kích thế mặc dù đông đúc nhưng cũng may những thứ này ấu trùng mới vừa vặn phu hóa đẳng cấp phổ biến đều tại bình thường cấp tam giai trở xuống cho dù từng khỏa dung nham cầu kính không kẻ hở nhưng có thể cho bạch duyên nhất đi tạo thành uy e hiếp vẫn là có chút ít còn hơn không cũng rất dễ dàng liền có thể thi triển dị năng ứng đối huyền băng lá trắng Triệu Thiên Hàng ngưng tụ ra một cái hàng băng thuẫn bài ngăn tại trước người. Sau đó chân cũng đạp lên hàng băng. Trực tiếp xông vào trên hồ dung nham. Không ngừng lấy tự thân tản ra hàng khí, đến đối kháng hồ dung nham bị bỏng sóng nhiệt. Ngưng tụ ra từng cây sắc bén băng trùy. Đem cái kia từng cái phiêu phù ở trên hồ dung nham ấu trùng đánh giết. Hỏa thuộc tính Anna, ở mảnh này trong hồ dung nham, thì càng là tự nhiên chiếm giữ ưu thế. Những cái kia bay tới nham tương cầu. Không những không thể thành công cấu thành bất cứ uy hiếp gì ngược lại bị Anna dễ dàng trưởng khống. Bay ngược trở về. Đem từng mảng lớn ấu trùng nổ bay tán loạn. Hồ dung nham trên mặt hồ, cũng nổ ra từng đóa từng đóa sáng chó dung nham bọc nước. Hồng vũ dị năng ở đây không có chỗ dụng võ gì, không cách nào vọt thẳng đến trên mặt hồ chiến đấu, nhưng cũng là cực độ đề cao tự thân huyết khí, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa độ cao áp suất khí huyết đánh, đánh thẳng vào trên mặt hồ lơ lửng ấu trùng. Bạch Diên càng là đơn giản thô bạo. Trực tiếp dựng lên hủy diệt súng nhắm, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua ống nhắm phong tỏa một cái lại một con ấu trùng dài chụp cò súng tự động khai hỏa một khỏa lại một khỏa đỏ tư đạn vạch phá nóng rang không khí những cái kia ấu trùng tại bực này uy lực công kích trước mặt không có chút nào năng lực chịu đựng bị cấp tốc bắn giết hơn nữa thường xuyên là một xuyên hai một xuyên ba năng lượng không hết đạn dược không dứt bắn giết không ngừng tại bạch diên bốn người đồ sát phía dưới trong nháy mắt cũng đã có mấy ngàn con vừa mới phu hóa đi ra ngoài ấu trùng bị đánh chết bị ấu trùng chiếm cứ đầy áp hồ dung nha mặt cũng coi như là xuất hiện một mảnh chỗ trống một chốc khó mà một lần nữa bổ khuyết cứ như vậy dựa theo dạng này thế xuống tại đại bộ đội chạy đến phía trước chúng ta ít nhất có thể đủ tiêu diệt hàng vạn con ấu trùng hồng vũ rất là kích động nhìn không được nửa tràng mở sâm pan nhưng mà sự thật chứng minh nửa tràng mở sâm pan từ trước đến nay không có cái gì kết cục tốt ngay tại hồng vũ tiếng nói vừa mới sau khi rơi xuống không bao lâu mới vừa vặn lâm vào bình tĩnh mặt hồ liền lại lần nữa nổi lên kịch liệt gợn sóng. Số lớn nham tương cuồn cuộn, thậm chí còn có bọt khí không ngừng từ sâu trong hồ dung nham bay lên. Sau một khắc, đại lượng đã lớn lên phát dục hoàn toàn dung nham huyết văn côn trùng trưởng thành, phát ra khô tai tiếng ông ông. Từ sâu trong hồ dung nham bay ra, số lượng đồng dạng khổng lồ, phản phất một đóa che khuất bầu trời đen như mực mây đen. Đằng đằng sát khí hướng đám người nhào tới. Cẩn thận! Thân là thẩm phán giả Bạch diên liếc mắt liền nhìn ra manh mối những thứ này côn trùng trưởng thành đẳng cấp cao hơn hơn nữa tựa hồ vừa mới bổ sung xong năng lượng hút ăn rất nhiều nham tương không phải vừa rồi những cái kia ấu trùng có thể so sánh được chương 196, chương đại chiến dung nham huyết mũi nhóm mũi hoàng hiện thân thậm chí đều không cần bạch diên nói chỉ là nhìn xem trước mặt cái này ô ương ương tối như mực một mảng lớn con mũi hồng vũ ba người chính là ứa ra mồ hôi lạnh một lần này quy mô có thể so sánh tập kích căn cứ khu muốn lớn hơn ba người nuốt nước miếng một cái nhưng vẫn là không do dự ra tay công kích nếu như lần này không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như vậy chờ đến bọn này con mũi lại lần nữa phồn diễn sinh sống bảo đảm quy mô lần nữa mở rộng như vậy thì triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản khí huyết như rồng hồng vũ đem tự thân khí huyết khoái động đến cực hạn thân là tập võ thế gia sau khi thu được dị năng hồng vũ cũng trở thành khai phái tông sư thành công đem đời đời truyền thừa xuống cổ võ cùng tự thân khí huyết dị năng đem kết hợp có thể tự nhiên thao túng khí huyết chuyển hóa thành đủ loại hình dạng cùng sự vật, giống như bạo quân bá khí. Bây giờ, Hồng Vũ đem một thân khí huyết đều khuấy động đi ra, hóa thành một đầu huyết sắc thần long, xông vào mũi nhóm ở trong, trực tiếp diệt sát số lớn dung nham huyết văn. Nhưng rất nhanh, càng nhiều con mũi liền từ trong nham tương bay ra, phản phất vô cùng vô tận, không chỉ có điền vào tiêu hao, thậm chí ngược lại chế trụ Hồng Vũ thao túng huyết sắc thần long, bắt đầu đem dài nhỏ sắc bén giác hút, đâm vào đến huyết sắc thần long thân thể phía trên, hút lên huyết khí nồng nặc. Rất nhanh. Hồng Vũ liền cảm nhận đến huyết sắc thần long huyết khí càng khô kiệt. Dứt khoát quyết định chắc chắn. Bạo. Khẽ quát một tiếng. Trực tiếp khống chế hình thể thu nhỏ, còn trở nên mờ nhạt huyết sắc thần long, tại mũi trong đám tự bạo. ầm ầm, Huyết quang nổ tung. Thành công mang đi một sóng lớn dung nham huyết văn. Nhưng Hồng Vũ cũng là tinh bị lực tẩn lão đảo ngã ngồi trên mặt đất. Bị một bên triệu thiên hàng dìu dắt đứng lên. Hồng vũ đại ca, ngươi rút lui trước, ở đây ta tới đính trụ. Nói xong. Triệu thiên hàng cũng đem toàn thân năng lượng quán chú mà ra. Tại trên nóng trang hồ dung nham, cuốn lên một đạo băng lãnh thấu xương lạnh băng long gió cuốn, những nơi đi qua, mặt hồ nham tương bị ngưng kết thành từng khối hắc diệu thạch, cứ thế có từng cái dung nham huyết văn bị đông cứng trở thành sáng long lanh băng điêu. Diệt sát hàng ngàn con dung nham huyết văn sau triệu thiên hàng năng lượng trong cơ thể cũng là còn thừa lác đác liên tục hai đại chiến lực rút lui lệnh còn lại bạch diên cùng anna hai người lập tức áp lực như núi cũng may hỏa thuộc tính anna có thể kéo dài hấp thu nham tương đến bổ sung tự thân năng lượng tiêu hao tương đương với nửa cái động cơ vĩnh cửu chiến đấu bay liên tục bị trên phạm vi lớn tăng cường dị năng uy lực cũng nhận được cường hóa một cái liền có thể trên đỉnh hai cái tự mình duy trì được phòng tuyến càng là tiêu diệt mấy ngàn con dung nham huyết văn hiệu suất thậm chí sau Bạch Diên còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng dài như vậy lâu tiếp cũng không phải biện pháp. Không được, những thứ này con mũi số lượng hay là nhiều lắm, coi như liều mạng cũng giết không hết. Bạch Diên lâm vào suy tư. Dưới mắt, có hai cái tuyển hạng, bày tại trước mặt của nàng. Thứ nhất, tiếp tục chiến đấu anh dũng, có thế giết bao nhiêu là bao nhiêu, thẳng đến sơn cùng thủy tận mới thôi. Thứ hai, là tạm thời chiến lược tính chất rút lui, tận lực đem toàn bộ không gian dưới đất hoặc hang phá hủy, phong tỏa dung nham huyết văn cùng ngoại giới liên thông, đưa chúng nó phong tỏa tại cái này một mảnh phía dưới không gian ở trong. Vô luận cái nào, đều không phải là giải pháp tốt nhất. Càng nghĩ, Bạch Duyên vẫn cảm thấy, bảo tồn trước mặt sinh lực, so tùy tiện cùng địch nhân đồng quy vu tận, càng thêm phù hợp lâu dài ánh mắt. Thế là, nàng chuẩn bị sửa đổi hành động phương châm. Chính mình yểm hộ, để cho Anna ba người đi trước rút lui, đồng thời tùy thời nổ nát cái này một mảnh phía dưới không gian, đem dung nham huyết văn nhóm cùng ngoại giới tạm thời trước tiên cô lập ra, có thể thu được một phần an bình là một hồi an bình. Nhưng mà, khoa trương lại là sớm đã xem thấu hết thảy. Nắm giữ tinh thần niệm lực hắn. Đối với không gian dưới đất tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tại Bạch Diên quyết định hạ lệnh rút lui thời điểm. Khoa trương mở miệng. Chạy trốn mặc dù có thể giải nhất thời chi ưu, nhưng đợi đến lần tiếp theo mỗi nhóm phá phong thời điểm, các ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi sức hoàn thủ. Hơn nữa, ở đây rất rõ ràng là bọn này dung nham huyết văn hang ổ, là bọn chúng phu hóa ấu trùng đồng thời lớn lên chỗ mã chỗ, như vậy các ngươi vẫn không để ý đến một cái vô cùng trọng đại vấn đề. Vấn đề gì? Bạch Duyên bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất đem tầm mắt dời về phía Khoa Trương. Khoa Trương lại là nhìn qua càng thêm hỗn loạn hồ dung nham mặt, Vân Đạm Phong khinh chỉ ra huyền cơ. Mũi hoàng. Ở mảnh này trong hồ dung nham, còn ẩn giấu một cái tối cường dung nham huyết văn, hoặc giả thuyết là dung nham huyết văn hoàng giả, những thứ này con mũi, đều là do một cái kia dung nham huyết văn hoàng, từng đời một phồn diễn sinh sống đi ra ngoài. Tiếng nói rơi xuống. Dung nham lăn lộn hồ dung nham lập tức nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Một cái hình thể chừng phổ thông dung nham huyết văn mười mấy lần cực lớn con mũi, trong lúc đó từ sâu trong hồ dung nham hiển lộ ra. Không chỉ có hình thể khổng lồ. Hơn nửa cánh, giác hút cũng đều càng thêm khoa trương. Ký thế càng là hơn xa tại khổng lồ mũi nhóm. Không hề nghi ngờ. Cái này chỉ cực lớn dung nham huyết văn, chính là khoa trương trong miệng hoàng giả nửa bước lãnh chúa đẳng cấp dung nham huyết văn hoàng mà theo mũi hoàng xuất hiện sao động mũi nhóm lập tức bạo loạn thậm chí liền một chút trứng trùng hoặc vừa mới phu hóa ấu trùng đều cưỡng ép thôn vệ nham tương gia tốc lớn lên phát dục trở thành dung nham huyết văn côn trùng trưởng thành toàn bộ mũi nhóm quy mô lại lần nữa tăng vọt càng là theo hang gào thét mà ra giết đến ngoại giới không tốt những thứ này con mũi đi ra bên ngoài đám người kinh hoảng chỉ có khoa trương khoát tay áo. Không vội. Bên ngoài có bọ cặp hậu xuất lĩnh bày trùng ứng đối. Hơn nữa, các ngươi căn cứ khu đại bộ đội, cũng đã từ một phương hướng khác đuổi tới. Đại bộ đội tới rồi sao? Khoa trương lời nói giống như một tề thuốc an thần. Một lần nữa để cho hốt hoảng hồng vũ ba người, tìm về một chút lòng tin. Vội vàng thông vệ hết từng khỏa đánh giết dung nham huyết văn lúc, thu thập được năng lượng kết tinh, kích thước mặc dù nhỏ bé, năng lượng cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ, xem như hạt dưa dập đầu một chút ít sau đó, Hồng Vũ cùng Triệu Thiên Hàng trong cơ thể hai người mấy tận khô kiệt năng lượng, một lần nữa trở nên sung doanh. Đầy máu sống lại. Tiếp lấy tới. Hai người quay về chiến trường, tiếp tục cùng mũi nhóm đại chiến. Bạch Diên cũng quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Anna, mũi hoàng giao cho ta, ngươi đi hiệp trợ Triệu Thiên Hàng bọn hắn đối kháng mũi nhóm, tuyệt không thể lại để cho những cái kia con mũi chạy trốn tới ngoại giới đi. Minh Bạch. Anna lập tức thi hành. Đồng thời. Bạch Diên cũng đem tự thân thẩm phán giả khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Một cổ túc sát chi khí. Lệnh mũi hoàng cảm thấy tràn ngập vi hí bờ. Trước mắt cái này nhân loại, thực lực tuyệt không tại phía dưới nó, nhất thiết phải đem hắn thôn vệ. Kết quả là, nửa bước lãnh chúa cấp Bạch Diên, cùng đồng dạng nửa bước lãnh chúa cấp mũi hoàng, đại chiến. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà lần này, liền một mực đứng ngoài cuộc khoa trương, đều không thể lại chỉ lo thân mình. Bởi vì mũi hoàng thế mà hạ lệnh phái tới một đoàn dung nham huyết văn. Muốn đem khoa trương cái này đồng dạng không cách nào co nhẹ uy hiếp bờ, à, cũng cùng nhau xóa đi. Hàng ngàn hàng vạn con dung nham huyết văn lập tức đem khoa trương đoàn đoàn bao vây, hơn nữa toàn bộ đều lộ ra ngay dài nhỏ sắc bén, phản phất có thể đâm xuyên hết thảy giác hút, đập cánh, phát ra đại lượng ông ông tạp âm. Muốn đem khoa trương hút thành thây khô. Làm càng. Khoa trương hét lớn. Khi hoàng giận dữ, sẽ làm máu chảy thành sông. Chương 197, chương thẩm phán giả VSC nửa bước lãnh chúa cấp, chỉ là đê hèn côn trùng, cũng dám khiêu khích hoàng giả. Khoa trương ánh mắt giận dữ. mãnh liệt lôi đình lúc này từ 10 ngón tim hô rít gào mà ra, hóa thành từng cái xanh thẳm trường long, bẻ gãy nghiền nát, đem dọc đường hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Cả tòa không gian dưới đất đều bị đột nhiên xuất hiện lôi đình, đánh chấn động không thôi. Thậm chí có đạo đạo vết rạn hiện lên có đá vụn từ mái vòng rơi xuống, chui vào đến nóng bỏng đỏ thẫm trong hồ dung nham, tóe lên nháy mắt thoáng qua dung nham bọc nước đến nỗi những cái kia đối mặt lôi đình chi uy dung nham huyết mũi càng là không có chút nào có thể còn sống sớm tại lôi đình gào thét tới trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn hôi phi yên diệt không còn tồn tại đợi cho lôi quan tiêu thất anna ba người trừng to mắt bốn phía tìm kiếm nhưng lại là liền một cái dung nham huyết mũi cái bóng cũng không có nhìn thấy đủ để bao phủ một tòa thành khu cỡ lớn mũi tai đơn giản là chủ động khiêu khích chọc giận thi hoàng liền bị một chiêu xóa đi không còn tồn tại giờ khắc này Anna ba người đối với thi hoàng khoa trương thực lực, có càng thêm rõ ràng nhận thức. Cũng triệt để minh bạch. Tại tồn tại mạnh mẽ như vậy trước mặt. Bọn hắn bất luận cái gì tính toán, bất luận cái gì sắp đặt, đều hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hết thảy cũng là tiểu đạo mà thôi. Không cách nào cùng tuyệt đối lực lượng chống lại. TTTT Đang cùng trắng duyên giao chiến mũi hoàng, chú ý tới một màn này. Một đôi kia đỏ tươi mắt kép, đồng dạng toát ra nồng nặc kinh hải. Chợt quả quyết sửa đổi mệnh lệnh, không còn treo chọc vị kia kinh khủng thi hoàng. Tiếp tục từ sâu trong nham tương, đem từng cái dung nham huyết mũi kêu gọi ra, vây công tương đối mà nói càng dễ đối phó một chút hồng vũ, Anna cùng triệu thiên lạnh tổ ba người. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng. Từ mũi hoàng ra lệnh, tới tay phía dưới đông đảo dung nham huyết mũi nhau nhau hưởng ứng, trước sau cũng bất quá trong chớp mắt mà thôi. Nhưng cao thủ so chiêu, một tơ một hào sơ sẩy, cũng không có thể xuất hiện. Mũi hoàng lần này phân tâm nhìn như ngắn mũi. Nhưng trên thực tế, thời gian lâu như vậy đã đầy đủ trắng viên nắm lấy cơ hội hướng về phía mũi hoàng nhược điểm đi lên một thương phanh hủy diệt súng nhắm ầm vang gào thét một thương này trắng viên quán chú siêu cách thức năng lượng cho nên đạn uy lực cũng theo đó tăng vọt một đạo hồng đến biến thành màu đen đạn quỷ tích đột nhiên quán xuyên mũi sau hơn nữa trúng đích mũi hoàng đầu cùng bộ ngực hai đại thể tiết chỗ nối tiếp ở đây xương vỏ ngoài giáp sát bạc nhược là mũi hoàng trên thân số lượng không nhiều mấy chỗ nhược điểm một trong lúc trước trong chiến đấu mũi hoàng vẫn luôn thận trọng phòng ngự lấy những thứ này nhược điểm bộ vị, tránh cho bị trước mắt cái này khó giải quyết nhân loại đánh trúng, từ đó làm cho tự thân rơi vào hạ phong. Nhưng trăm bí mật cuối cùng cũng có một sơ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Từ đầu đến cuối thủ vẫn chờ đợi thời cơ trắng duyên, thành công bắt được vừa rồi cái kia nháy mắt thoáng qua thời cơ. Quả quyết khai hỏa. Thành công mệnh trung nhược điểm bộ vị, đối với mũi hoàng tạo thành trọng thương. T.T.T. -t -t. Mũi hoàng bị đau tê minh. Giờ này khắc này, tình trạng của nó có thể nói là rơi xuống đáy cốc, đầu cùng bộ ngực hai nơi thể tiết chỗ nối tiếp, cơ hồ bị hoàn toàn đánh gãy, chỉ còn lại một chút xíu da thịt còn tại miễn cưỡng duy trì lấy kết nối, để cho mũi hoàng không đến mức lập tức mũi đầu rơi địa. Mũi hoàng điều động năng lượng, hội tụ ở miệng vết thương, muốn tăng tốc khép lại. Nhưng hủy diệt súng nhắm đạn kèm theo một cổ khí tức hủy diệt, đồng thời còn bám vào có trắng duyên xem như thẩm phán giả vẫn lấy làm kiêu ngạo thẩm phán chi lực. Hai loại sức mạnh điệp gia. Bám vào tại trên vết thương cực lớn trở ngại mũi hoàng khép lại vết thương cử động. Dĩ vãng trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu giữ tận thương thế, bây giờ lại là thật lâu không cách nào khỏi hẳn. Ép mũi hoàng chỉ có thể chấn động cánh, tại trên hồ dung nham bay tán loạn, tránh né trắng duyên liên tiếp bổ thương đánh úp, một hồi lâu đi qua cuối cùng mới đem thể tiết khép lại như lúc ban đầu, triệt để tránh khỏi mũi đầu rơi mà kết quả bi thảm. Chủ động khởi xướng phản kích. Phốt. 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 Mũi hoàng từ miệng khí bên trong phun ra từng khỏa dung nham cầu tại trắng diên xung quanh ầm vang nổ tung nóng bỏng sóng lửa cùng tung tóe nham tương lệnh trắng diên không thể không tạm thời tránh né đợi cho một lần nữa ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện mũi hoàng đã giết đến trước chân sắc bén giác hút vừa to vừa dài giống như một cây rỗng ruột ống thép hung hăng đâm vào mà đến không chỉ như vậy từng cái nhỏ dài chân mũi phía trước cũng đưa ra uống lượng sắc bén tô trảo bất luận là hút huyết dịch sắc bén giác hút vẫn là bình thường dùng cố định leo trèo chân mũi tại lúc này đều hóa thân trí mạng lợi khí không ngừng đối thoại diên đâm vào mà đến hơi không cẩn thận trắng diên liền sẽ bị xỏ xuyên xuyên thành thịt người xuyên cung cấp mũi hoàng ăn như gió cuốn cũng may xem như thẩm phán giả trắng diên thực lực còn xa không chỉ như thế chỉ thấy trắng diên cuối cùng đem trong cơ thể mình thẩm phán chi lực hoàn toàn kích phát ra thậm chí tại dưới chân hóa thành quanh quẩn vòng xoáy năng lượng cực lớn tăng nhanh tốc độ di chuyển thậm chí có thể thời gian ngắn cách mặt đất phi hành lập tức liền có cùng mũi hoàng tương cận, thậm chí càng hơn một bậc siêu cao tính cơ động. Đồng thời, quy lực mạnh mẽ nhưng có chút vụng về hủy diệt súng nhắm, cũng bị trắng duyên hoán đổi trở thành vũ khí phụ, một cái đen như mực đe xuất IG viễn trình yểm hộ, trong tay kia nhưng là đang nắm lấy một thanh đồng dạng đỏ thẩm chủy thủ sắc bén. Đột nhiên đâm một phát. Lúc này đâm vào một đầu chân mũi chỗ khớp nối. Dùng sức vẩy một cái. Trăng rắc. Trắng Duyên trực tiếp tháo xuống một đầu cột điện lớn như vậy chân mũi. Mũi hoàng lần nữa kêu đau dự định kéo dài khoảng cách, tiếp tục đánh đánh lâu dài. Nhưng Trắng Diên nhưng không có thả hổ về rừng ý nghĩ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trắng Diên đưa tay, điên cuồng bóp cò, đen như mực đe xuất IG liên tiếp khai hỏa, một khỏa lại một khỏa đạn hướng về phía mũi hoàng đầu chính là gào thép mà ra. Mũi hoàng liền vội vàng đem cánh ngăn tại trước người. Giống như thủy tinh ống ánh trong suốt cánh, phá lệ cứng trắng, lại có thể tiếp nhận năng lượng tử đạn oanh kích mà không xấu. Mũi hoàng chung quy là có thể kéo dài khoảng cách bay trở về đến trên hồ dung nham. Giác hút đâm vào đến trong hồ dung nham, bắt đầu nhanh chóng hút phản phất vô cùng vô tận lòng đất dung nham, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, bổ sung trạng thái, khôi phục thương thế. Còn nghĩ lại đến. Nghĩ hay thật. Trắng duyên hừ lạnh. Đã quyết tâm phải kết thúc trận này giao chiến nàng, cuối cùng là lộ ra ngay áp đáy hòm bản lĩnh. Lĩnh vực hình thức ban đầu. Thẩm phán chi nhãn. Ông. Màu xám đậm thẩm phán chi lực khuếch tán ra. Hóa thành một cái cự nhãn nhìn xuống toàn trường cự nhãn ánh mắt trống rỗng thâm thúy vô cùng càng là cực độ túc xác đây cũng là trắng viên lĩnh ngộ đi ra ngoài lĩnh vực hình thức ban đầu cũng là nàng tấn thăng đến cao cấp tiến hóa giả một bước mấu chốt nhất chỉ cần ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu như vậy thì giống tương đương với phá vỡ tầng kia bức tường ngăn cản kế tiếp chỉ cần làm từng bước góp nhặt đại lượng năng lượng liền có thể nước chảy thành sông tấn thăng thành công mà lúc này chỉ cần có thể xử lý cái này chỉ cùng là nửa bước lãnh chúa cấp dung nham huyết mũi hoàng đưa nó năng lượng trong cơ thể kết tinh thông vệ luyện hóa. Như vậy, Trắng Diên liền có thể hoàn thành sau cùng năng lượng góp nhặt, bước ra một bước cuối cùng kia, triệt để tấn thăng trở thành cao cấp tiến hóa giả, đối với tiêu lãnh chúa cấp cường đại tồn tại. Bởi vậy, về công về tư, mỗi hoàng hôm nay đều nhất định muốn chết. Không chết không được. Buổi tối còn có. Cầu một chút tiền giấy, cảm tạ. Chương 198, chương bày trùng VSC mỗi nhóm. Đạt thì cho lão tử nổ đạt thì cho lão tử nổ. Không gian dưới đất. Khi thẩm phán chi nhãn hiện lên nháy mắt, mũi hoàng liền chợt cảm nhận được một cổ bị tập trung sát cơ, không đường có thể trốn. Bất luận bay đến nơi nào, đều sẽ bị một cái kia cực lớn màu xám đậm đôi mắt khóa chặt. Thẩm phán, ở đây buông xuống. Bạch Diên tiếng nói rơi xuống. Cùng lúc đó, thẩm phán chi nhãn trong con mắt, cũng bắn ra màu xám đậm trùng sáng, trực tiếp đánh xuống. Trong chốc lát liền đem mũi hoàng thân thể cao lớn bao phủ màu xám đậm thẩm phán chi lực giống như từng chui lưỡi dao, không ngừng dội rửa các mũi hoàng thân thể, bất luận là sắc bén giác hút, vẫn là kiên cố xương vỏ ngoài, lại có lẽ là như thủy tinh vỗ cánh, tại thẩm phán chi lực ăn mòn phía dưới, cũng bắt đầu một chút hướng màu xám đậm chuyển biến, từ sinh cơ bừng bừng biến thành âm u đầy tử khí. Mà toàn bộ quá trình, mũi hoàng đô không có lực phản kháng chút nào. Nói chính xác hơn, là thẩm phán chi nhãn đem hắn dừng lại. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể giống như thịt cá trên thất gỗ, tùy ý giao thất không ngừng đánh xuống, cắt xuống từng mảnh từng mảnh huyết nhục, tại mọi loại trong thống khổ, dần dần hướng đi điểm cuối cuộc đời. TTT. Mũi hoàng phát ra trước nay chưa có rên rỉ. Đồng thời khuếch tán tin tức tố. Cảm ứng được mũi hoàng lâm vào nguy cơ sinh tử, đại lượng dung nham huyết văn, cũng tại bây giờ nhao nhao bạo động, phát cuồng đồng dạng bắt đầu càng thêm công kích mãnh liệt. Nhất là tại ngoại giới. Không tốt, những thứ này con mũi đột nhiên nổi điên, gia tăng hỏa lực thu phát, hỏa tiễn địa không chuẩn bị, súng máy cao xạ tổ hiệu lực xạ. Chiến trường chỉ huy chú ý tới mỗi nhóm biến động. Lập tức gia tăng hỏa lực thu phát. Minh Bạch. Mấy ngàn tên toàn bộ vũ trang binh sĩ, từng cái súng ống đầy đủ, nắm nắm lấy súng trong tay, đầu ngắm nhắm chuẩn từng cái bay lượn trên không trung dung nham huyết văn, cắt cao chế trụ cò súng, đem từng quả đạn đổ xuống mà ra. Cộc, cộc 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 cộc. Trong rừng. Thương pháo thanh không ngừng con mũi tiếng ông ông cũng là chưa bao giờ đoạn tuyệt. Hồng ngay cả căn cứ khu đại bộ đội, đang đuổi đến hang cửa hang phía tây thời điểm, liền cùng một đoàn dung nham huyết văn không hẹn mà gặp. Song phương lập tức bạo phát một hồi kịch liệt tao ngộ chiến. Một mực đánh tới bây giờ, đã đánh chết hàng trăm hàng ngàn con biến dị con mũi. Nhưng đạn dược tiêu hao cũng là có chút rõ rệt. Cũng may, ngay tại hôm qua, căn cứ khu thành công thu phục một tòa mất liên lạc kho vũ khí, lấy được số lớn vũ khí đạn dược, thậm chí còn có xe bọc thép các loại trang bị hạng nặng. Để cho nguyên bản sắp hết đạn cạn lương binh sĩ, trực tiếp đầy máu sống lại, sức chiến đấu tăng vọt. Càng có hơn đánh trường kỳ kháng chiến tư bản. Coi như cùng mỗi nhóm thời gian dài tiêu hao từ từ, cũng có chắc chắn thu được thắng lợi cuối cùng. Huống chi. Căn cứ khu đại bộ đội ở trong. Cũng không chỉ có binh sĩ. Còn có từng người từng người tiến hóa giả. Trống. Một tiếng hổ khiếu chấn sơn lâm. Chỉ thấy một vị tráng hán, đột nhiên đã biến thành một cái ban lan cự hổ. Nguyên lai là trên bảng xếp hạng tên thứ tư. Hóa thú năng lực. Land Rover. Hóa thân mảnh hổ Land Rover, một tiếng hổ khiếu tạo thành mắt trần có thể thấy sóng âm. Trực tiếp đem từng cái mũi hoàng nát thành một miệng. Hiệu quả nổi bật. Vẫn không quên quay đầu. Cùng tiến lên, vây quanh bọn này con mũi. Một đám tiếng hóa giả nhau nhau nghe theo, đội ngũ phân tán ra tới, cùng các binh sĩ cùng một chỗ, hợp thành dày đặc hình khuyên vòng vây, bộ phận có năng lực phi hành tiếng hóa giả còn bay đến trên không, triệt để thực hiện lục trống không hoàn toàn phong tỏa, cam đoan nơi này mấy ngàn con dung nham huyết văn, hoàn toàn không biết bay ra vòng vây đủ để thấy thu hoạch một đợt bổ cấp căn cứ khu vẫn là có thực lực không tầm thường đủ để ứng đối nguy cơ mà tại hang một bên khác đại chiến đồng dạng hừng hực khí thế chỉ có điều cùng mỗi quần chiến đấu một phương không phải nhân loại mà là từ bọ cạp hậu xuất lĩnh bầy trùng tê minh thanh không ngừng tại bọ cạp hậu xuất lĩnh dưới đủ loại đủ kiểu biến dị trùng tộc đều phát huy ra bản lĩnh giữ nhà cùng xoay quanh ở trên trời dung nham huyết văn triển khai kịch liệt chém giết. Song phương chiến tổn đều 10 phần nghiêm trọng, nhưng cũng đều số lượng khổng lồ. Liều chết liền là ai trước tiên hao tổn xong gia sản. Ông ông ông. Dung nham huyết văn nhóm bay múa. Một đợt bổ nhào. Lúc này đem từng cái biến dị kiến lính đâm xuyên, hút trở thành thây khô. Nhưng, ngay tại bọn chúng tới gần mặt đất trong chốc lát, khổng lồ chấn động con dung phá đất mà lên, huyết bồn đại khẩu thôn vệ mảng lớn dung nham huyết văn, một cái xoay người càng là nghiền chết một mảng lớn mà dung nham huyết văn sắc bén giác hút cũng là không cách nào đâm xuyên chấn động con dung thật dày da hoàn toàn đánh không ra tổn thương ngược lại phân ra một bộ phận đi tập kích bọ cạp hậu tự tìm cái chết bọ cạp hậu cười nhạo thân là hũ độc cự hạt vô luận là lực công kích vẫn là lực phòng ngự bọ cạp hậu tại biến dị trùng tộc ở trong cũng là tuyệt đối người nổi bật coi như mặc cho những thứ này dung nham huyết văn đốt đều không phá được phòng mà một đôi kia cực lớn càng cua tùy ý kẹp lấy liền có thể tại chỗ kẹp vô cùng tốt mấy cái. Đối mặt đông đảo dung nham huyết văn phun ra ra nham tương cầu, bọ cạp hậu cũng lấy chiêu thức giống nhau ứng đối, sắc bén đuôi châm phun ra rất có tính ăn mòn nọc độc, không chỉ có đem dung nham cầu hoàn toàn thông vệ, càng đem phía sau dung nham huyết văn cũng cho ăn mòn thành cạn bã. Mà đây vẫn chỉ là chiến trường hỗn loạn một cái ảnh thu nhỏ. Đối mặt số lượng đông đảo lại chạy trốn linh hoạt mỗi nhóm, bất luận là bọ cạp hậu xuất lĩnh bầy trùng, vẫn là căn cứ khu bên kia đại bộ đội, đều không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một cái đấu pháp. Nổ, bởi vì cái gọi là nghèo thì chiến thuật xen kẽ, đạt thì cho lão tử nổ. Đối phó đại lượng địch nhân đơn giản thô bạo nhất cũng là phương pháp hữu hiệu nhất, chính là oanh tạc. Khác nhau ở chỗ. Bầy trùng bên này, có từng cái vũ hóa kiến bay, kẹp lấy từng cái nổ tung trùng, xông vào mũi nhóm ở trong, phát động từng tràng tự sát thức tập kích, nổ ra sáng lạng ánh lửa, lôi kéo từng cái dung nham huyết văn cùng nhau chôn cùng. Trên mặt đất, cũng có đủ loại hình thù kỳ quái biến dị trùng tộc, phun ra ra dịch axit, hoặc là bệnh ra mạng nhện, tới trực tiếp công kích hoặc là hạn chế mỗi nhóm. Tại những này đủ loại đủ kiểu đấu pháp phía dưới. Dung nham huyết văn bắt đầu xuất hiện đại quy mô thiệt hại, quy mô rút lại nghiêm trọng, trong nháy mắt cũng đã lát đác không có mấy. Mà tại đại bộ đội chiến trường bên kia. Quanh. 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 Tiếng nổ liên tiếp. Đạn lửa, bom bi, nhôm nóng đánh các loại đạn pháo đều bị đánh ra ngoài. Hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, đối phó lên những thứ này ngay cả tinh anh cấp đều 10 phần thưa thất con mũi còn có thể đưa đến vô cùng nhô ra hiệu quả mặc dù là pháo cao xạ đánh con mũi nhưng chỉ cần hiệu quả thật tốt cái kia cũng không quan trọng kết quả là tại hai bên điên cùng công kích phía dưới cho dù đã nổ tung mũi nhóm cũng vẫn như cũ không thể tạo thành càng lớn phá hư rất nhanh liền bị tiêu diệt còn thừa lác đác càng là tại đột nhiên đã mất đi thống nhất khống chế loạn thành mở ra vụn cát mà sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một cái đó chính là mũi hoàng bị tiêu diệt. Không gian dưới đất. Theo thẩm phán chi nhãn khép lại, đồng thời dần dần giảm đi, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Mũi hoàng cũng đã triệt để mất đi cuối cùng một tiêu sinh cơ. Biến thành một bộ trăm ngàn lỗ thủng thi thể. Bị bạch viên ném xuống đất. Moi ra năng lượng kết tinh. Mặc dù đã thở hồng hộc, đổ mồ hôi tràn trề, nhưng một trận chiến này, cuối cùng vẫn là nàng cười cuối cùng. Chương 199, chương đáy hồ nham thạch. Địa hỏa kết tinh, dung nham cự tích địa hỏa kết tinh dung nham cự tích bạch diên đánh chết mũi hoàng cũng liền mang ý nghĩa cái này một mảnh phía dưới không gian bên trong chiến đấu cuối cùng là phân ra được thắng bại mũi hoàng chính là một cái mũi nhóm hạch tâm bất luận là gây giống vẫn là tụ quần đi sang các loại đông đảo dung nham huyết vang đều không thể rời bỏ mũi hoàng mệnh lệnh nhất định phải tuân theo chỉ lệnh mới có thể có đầu không lộn xộn hành động nếu không thì lại biến thành một đám con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn từng người tự chiến giống như mở ra vùng cát không những không phát huy ra sức chiến đấu ngược lại còn có thể từ nội bộ liền trực tiếp bị bại mà lúc này tình huống chính là như thế theo mũi hoàng bỏ mình bất luận là trong không gian dưới đất vẫn là ngoại giới những cái kia dung nham huyết văn đều trong nháy mắt đã mất đi người lãnh đạo càng đã mất đi phương châm cũng lại bất lực ngăn cản bầy trùng cùng căn cứ khu đại bộ đội vây quét càng thêm rơi vào hạ phong bị một cái tiếp một cái tiêu diệt rất nhanh liền còn thừa lác đác đem chừng to bằng đầu người năng lượng màu đỏ như máu kết tinh, bỏ vào ba lô ở trong, Bạch Diên đi tới khoa trương bên cạnh, biểu thị cảm tạ. Lần này nếu không phải là có khoa trương một đường chỉ dẫn, dẫn bọn hắn đi tới nơi này một tòa không gian dưới đất, phát hiện dung nham huyết văn hang ổ, bọn hắn còn không biết đến tìm kiếm bao lâu, mới có thể có phát hiện, hơn nữa coi như tìm được, chỉ sợ cũng đã muộn. Khoa trương khoát tay áo. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Trên thực tế, tìm dung nham huyết văn với hắn mà nói, chỉ là mưu đồ một bộ phận, chỉ là một cái bắt đầu khi biết dung nham huyết văn sau đó khoa trương liền bén nhạy ý thức được này một đám biến dị con mũi đặc thù như thế tất nhiên không thể nào là phổ thông hoàn cảnh có thể dựng dục ra tới theo lý thuyết bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh nhất định khá đặc thù thậm chí là có cái gì thiên tài địa bảo đối với dung nham huyết văn sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mà khi đi tới nơi này một mảnh phía dưới không gian thời điểm khoa trương liền cơ bản chắc chắn mình một suy đoán này càng đem tinh thần niệm lực khuếch trương ra tường tận tìm tòi xem có thể hay không tại cái này một mảnh phía dưới trong không gian có chỗ phát hiện dưới mắt tất cả chỗ ánh mắt nhìn tới đều bị tìm kiếm hoàn tất nhưng cũng không có đặc biệt gì phát hiện chỉ còn lại có một mảnh kia mênh mông vô bờ nham tương hồ nước bài trừ hết thảy không có khả năng sau còn lại dù thế nào không thể tưởng tượng cũng nhất định chính là chân tướng dẫn phát dung nham huyết văn biến dị thủ phạm nhất định liền giấu ở trong cái này một mảnh hồ dung nham kết quả là không chần chờ chút nào Tại Bạch Diên nhất người đi đường trong ánh mắt kinh ngạc, Khoa Trương tung người nhảy lên, nhảy vào đến mấy ngàn độ cao ấm kinh khủng nham tương ở trong. Khoa Trương dưới đường đi tìm. Hắn lấy tinh thần niệm lực hóa thành một tầng màng mỏng, ôm trọn toàn thân, đem nham tương cùng với nham tương tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng, hết thảy ngăn cách bên ngoài. Cho nên có thể bình yên vô sự tại nham tương ở trong tự nhiên hành động. Tinh thần niệm lực khuếch tán. Khoa Trương cảm giác được, tại trong hồ dung nham, như cũ tồn tại rất nhiều biến dị huyết văn ấu trùng hơn nữa cảm thấy được chính mình lặn xuống lúc sinh ra ba động. Chính chủ động hội tụ tới. Muốn đem chính mình biến thành bọn chúng con mồi. Đối với cái này, Khoa Trương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, duy ta lĩnh vực chợt mở ra, bao phủ hơn phân nửa tòa nham tương hồ, mãnh liệt tinh thần niệm lực giống như lưỡi dao xoay quanh lặp đi lặp lại. Trong nháy mắt, liền đem hàng ngàn hàng vạn con dung nham huyết văn ấu trùng, đồ sát hầu như không còn. Bọn chúng thi hài cũng bị nham tương đốt cháy thành tro, Không có lưu lại một tinh nửa điểm vết tích. Tiếp tục lặn xuống hồ dung nham phá lệ thâm thúy cho dù khoa trương tốc độ cao nhất lặn xuống tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh đều ước chừng hao tốn mười mấy giây đồng hồ nhiệt độ cũng càng ngày càng kinh khủng cho dù có duy ta lĩnh vực gia trì phòng hộ khoa trương cũng cảm giác có chút ăn không tiêu cũng may hồ dung nham cuối cùng thấy đấy chuẩn xác mà nói khoa trương là đi tới một đầu khe hở thật lớn chỗ từ đầu này khe hở ở trong liên tục không ngừng có nóng bỏng lòng đất dung nham phun ra ngoài mà khoa trương nhưng là cảm giác được tại kẻ hở phía trên bỗng nhiên lơ lửng một khỏa đường kính khoảng 10 m cực lớn kết tinh địa hỏa kết tinh khoa trương đầu lông mày nhướng một chút tại tinh thần niệm lực dò xét hắn đại khái biết rõ cái này một khỏa màu đỏ thấm kết tinh lai lịch nguyên lai là từ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng trải qua lòng đất dung nham nhiệt độ cao cao áp cực hạn hoàn cảnh không ngừng tinh luyện chắc lọc ngưng kết mà thành dưới mắt cái này một khỏa 10 m cấp bậc địa hỏa kết tinh ẩn chứa năng lượng đã là một cái khá là khổng lồ trình độ hoàn toàn có thể sánh ngang một tòa to lớn tự nhiên năng lượng kết tinh quặng mỏ càng thêm hấp dẫn khoa trương chính là địa hỏa kết tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng đã có quy luật nhất định tính chất nếu như đem hắn thôn vệ luyện hóa thậm chí còn có cơ hội lĩnh ngộ ra một đạo lĩnh vực hoàn toàn mới để cho chính mình trở thành nắm giữ ba đạo hoàn toàn khác biệt lĩnh vực vô địch lãnh chúa cấp mũi hoàng hẳn là trong lúc vô tình hấp thu một chút viên này địa hỏa kết tinh chỗ tiêu tán ra hỏa thuộc tính năng lượng cho nên mới xảy ra biến dị tiến hóa thành nửa bước lãnh chúa cấp tồn tại bây giờ đã bị ta phát hiện, bực này hiếm thấy hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhất định phải bỏ vào trong túi. Kết quả là, khoa trương vung tay lên. To lớn địa hỏa kết tinh, liền bị chật thu vào mặt ngoài không gian ở trong. Chuẩn bị mang về. Chậm rãi hấp thu luyện hóa. Chuyến này lớn nhất thu hoạch đã tới tay. Cái này khô nóng cao áp lòng đất nham tương, khoa trương cũng không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại nữa, lúc này chuẩn bị thượng du trở về không gian dưới đất ở trong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy chung quanh số lớn dung nham chợt ngưng kết thành một đạo thực thể. Tài hoa xuất chúng, lân giáp dữ tợn, chiều dài răng nhọn móng sắc, thân hình càng là chừng trăm mét, thập phần to lớn, rõ ràng là một cái tại trong nham tương ngao du dung nham cự tích. Dung nham cự tích. Hoa trương ánh mắt ngưng lại. Hẳn không phải là từ động vật biến dị mà thành hung thú. Ngược lại càng giống là chung quanh cái này một mảnh nham tương thông linh sau đó, dựng dục ra hậu thiên sinh linh. Xem ra là ta lấy đi địa hỏa kết tinh cử động, chọc giận đầu này dung nham cự tích, để nó chủ động hiển hóa thân hình, muốn cùng ta một trận chiến. Trong thời gian chớp mắt liền làm rõ tiền căn hậu quả. Xem thấu đầu này dung nham cự tích lai lịch. Đối mặt mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem chính mình nuốt một cái dung nham cự tích, khoa trương quả quyết ra tay. Niệm lực ngưng hình. Quảng sơn trùy. Tinh thần niệm lực hóa thành một cái xoắn ốc mũi khoan, xé rách sền sệt nóng bỏng nham tương, trực tiếp đánh phía dung nham cự tích. Nhưng dung nham cự tích một bạt tai, liền đem quảng sơn trùy đánh bay tiếp tục thế không giảm vọt lên. Tinh thần niệm lực không có tác dụng phải không? Khoa trương hừ lạnh. Đưa thân vào nham tương ở trong, nhiệt độ kinh khủng cho nên ngay cả hư vô mờ mịt tinh thần niệm lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khó mà phát huy ra cường lực hiệu quả. Đã như vậy, vậy ta liền đổi một loại đấu pháp. Kỹ nhiều không đè người. Nắm giữ hai trọng lĩnh vực khoa trương, quả quyết co vào duy ta lĩnh vực, chỉ dùng nó tới phòng hộ nổi tự thân. Tiếp đó, lĩnh vực bày ra. Lôi đình lĩnh vực ầm ầm nham tương ở trong lôi quang vang dội bàn về trong nháy mắt nhiệt độ cao cùng lực phá hoại lôi đình còn muốn tại dung nham phía trên một đạo xanh thẳm lôi điện đem dung nham cự tích đánh lui khoa trương một thân lôi đình áo giáp trong tay càng là nắm chặt một cây lôi đình đại kích thừa thắng xông lên chủ động thẳng hướng dung nham cự tích chương 200, chương luyện hóa xong tất tam trọng lĩnh vực thế thiên hỏa đệ tam trọng lĩnh vực phần thế thiên hỏa quanh quanh Oanh! Hai đại lãnh chúa cấp tồn tại, tại mấy ngàn mét sâu lòng đất trong nham tương kịch chiến, dư ba khoái động. Không gian dưới đất bên trong. Trọng lớn hồ dung nham đều cuồn cuộn lên từng đợt gợn sóng. Trắng viên Hồng Vũ, Anna, Triệu Thiên Lạnh bốn người ngắm nhìn sóng lớn mãnh liệt, nham tương cuồn cuộn mặt hồ, thần sắc ngưng trọng. Không biết tại nham tương chỗ sâu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là một hồi đại chiến kinh thiên, đang dưới sâu lòng đất tiến hành một đạo nóng rực nham tương phun ra mà đến. Bất luận nhiệt độ vẫn là mật độ, đều phải so với chung quanh nham tương cường hãn hơn, đến mức tạo thành mắt trần có thể thấy phân tầng, trong chớp mắt phun ra mà đến. Lôi đình hộ thuẫn. Đối mặt dung nham cự tích nham tương thổ tức, khoa trương vội vàng phòng ngự. Trên người lôi đình áo giáp khuếch trương thành một cái hình tròn hộ thuẫn, 360 độ không góc chết đem tự thân một mực phòng hộ, không có lưu lại một tia một hào khe hở. Cũng hoàn toàn đem nóng rực nham tương phun lưu cách trở bên ngoài dung nham cự tích lần công kích này không thể đối với khoa trương tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại là bị khoa trương bắt được sau dao động thừa dịp dung nham cự tích quẩn những đợt tiếp theo thế công thời điểm một cái bột phát xông lên phía trước trong tay lôi đình đại kích đột nhiên vung chặt trực tiếp đem dung nham cự tích một đầu cẳng tay chém xuống gào gừ dung nham cự tích bị đau kêu trên nhưng ở trong mảnh này biển dung nham nó có thể liên tục không ngừng điều động năng lượng bù đắp tự thân tiêu hao chữa trị tự thân thương thế bởi vậy trong nháy mắt bị chém đứt cẳng tay liền lại sinh lớn trở về. Thậm chí còn một cái vung đuôi. Hung hăng quất hướng sau lưng khoa trương. Bị cái sau vững vàng đón lấy. Lập tức lôi đình đại kích lần nữa vung chặt. Đem dung nham cự tích cái đuôi cũng cho bổ xuống. Đây cũng là khoa trương ứng đối chi pháp. Ngươi có thế một mực tái sinh đúng không, vậy ta liền đem ngươi chặt tới liền tái sinh cũng không kịp. Bá bá bá. Lôi đình đại kích điên cuồng vung vẩy. Biển dung nham bên trong lôi điện ngang dọc, làm quang lấp lóe, khuấy động không thôi. Một đạo lại một đạo dữ tận đáng sợ thương thế, xuất hiện tại dung nham cự tích trên thân, khoa trương mỗi một lần công kích, đều đủ để đối với cái này vừa mới tấn thăng đến lãnh chúa cấp dung nham cự tích, tạo thành trọng thương. Đổi lại những địch nhân khác, đã sớm chết ngay cả cạn cũng không còn. Nhưng, dung nham cự tích xem như cái này một mảnh biển dung nham dựng dục mà ra hậu thiên sinh linh. Trời sinh liền có thể điều động biển dung nham bên trong hết thảy. Sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh. Chẳng bằng nói chỉ cần không cách nào chặt đứt dung nham cự tích cùng cái này một mảnh biển dung nham ở giữa liên hệ, liền vĩnh viễn cũng không cách nào xử lý cái này một cái quái vật. Trị số không cao, nhưng cơ chế tặc ác tâm. Một phen tấn công mạnh xuống. Khoa trương tiêu hao không thiếu năng lượng. Có chút thở hồng hộc. Dung nham cự tích càng là không biết bị chặt bao nhiêu lần, đã đau đớn run rẩy co rút, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng chính là không chết được. Dung nham cự tích chính mình cũng minh bạch điểm này. Về sau, dứt khoát liền phản kháng đều không phản kháng, cứ như vậy tùy ý khoa trương chém vào sâu xé. Ngược lại không chết được. Đơn giản chính là một khối lưu manh, lợn chết hắn không sợ bỏng nước sôi. Nhìn thấy khoa trương tạm thời dừng tay. Dung nham cự tích đáy mắt thoáng qua một vòng nhân tính hóa giả hoạt. Dường như là cho rằng vị này thi hoàng đã hết biện pháp, không làm gì được chính mình, kế tiếp chỉ có thể lựa chọn thối lui, mà chính mình thì không hề nghi ngờ sẽ tiếp tục dây dưa, mãi đến khiến cho hao hết năng lượng, lâm vào tuyệt cảnh, không thể không giao ra địa hỏa kết tinh bảo mệnh cuối cùng chính mình lại đem thứ nhất miệng thông vệ, đại bảo có lộc ăn. Chỉ có điều. Hy vọng rất tốt đẹp, thực tế lại thường thường sẽ không như ý. Trong thời gian chớp mắt, Khoa Trương liền suy tư ra có thể đánh bại dung nham cự tích phương pháp. Chỉ thấy hắn đem đường kính 10M màu đỏ thấm địa hỏa kết tinh, từ mặt ngoài trong không gian lấy ra, trong nháy mắt liền làm dung nham cự tích trong mòn con mắt, khát vọng không thôi. Nhưng Khoa Trương lại cũng không phải là muốn cầm cái này khang hiếm thiên tài địa bảo bảo mệnh. Tương phản, hắn là dự định làm tràn đem địa hỏa kết tinh luyện hóa. Mà cử động này, lập tức chọc giận dung nham cự tích, để cho dung nham cự tích phát điên đồng dạng bắt đầu mãnh liệt tiến công, chỉ vì ngăn cản ngấp nghé đã lâu thiên tài địa bảo, cứ như vậy trở thành người khác áo cưới. Chỉ tiết. Giữa song phương tồn tại cực lớn thực lực sai biệt. Khoa trương giết không được dung nham cự tích, cũng không phải thực lực không đủ, mà là không cách nào đánh hạ dung nham cự tích có sân bãi ưu thế, nếu như đổi chỗ khác, như vậy dung nham cự tích chết sớm không biết bao nhiêu hiệp nhưng dung nham cự tích đối mặt khoa trương chính là triệt để không có biện pháp mới vừa vặn tấn thăng đến lãnh chúa cấp sơ kỳ dung nham cự tích tất cả phương diện đều bị đã tới gần lãnh chúa cấp hậu kỳ khoa trương nghiền ép sở dĩ có thể sống đến bây giờ cũng là hoàn toàn bằng vào tự thân sân bãi ưu thế bởi vậy bất luận dung nham cự tích sử dụng cỡ nào chiêu thức kỹ năng là nham tương thổ tức dung nham vòng xoáy nhiệt độ cao nổ tung vân 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 đều không thể trung chuyển khoa trương một tơ một hào tất cả công kích tất cả đều bị dương lên lôi đình lĩnh vực cùng duy ta lĩnh vực ngăn cản ở ngoài dung nham cự tích giống như là một vị khổ chủ chỉ có thể tại lĩnh vực bên ngoài đi phẫn lại vô lực nhìn chăm chú lên nó ngấp nghé đã lâu độc chiếm địa hỏa kết tinh bị khoa trương ở trước mặt ntr khoa trương luyện hóa tốc độ rất nhanh mới mười mấy phút liền đem cái này một khỏa to lớn địa hỏa kết tinh hoàn toàn luyện hóa nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng tại trong thân thể tuôn trào không ngừng dần dần bị hoàn toàn dung hợp càng là trợ giúp khoa trương phá vỡ tầng kia hàng rào, chính thức tấn thăng đến lãnh chúa cấp hậu kỳ. Thậm chí, còn đã thức tỉnh đệ tam trọng lĩnh vực, phần thế thiên hỏa. A à, sản khoái. Khoa trương phát ra một tiếng thích ý trên rỉ. Đồng thời theo bản năng điều ra tiến hóa mặt ngoài, kiểm tra chính mình trước mặt thuộc tính. Túc chủ, trương dương. Chủng tộc, thi tộc. Tiềm lực, thiên tai cấp, trước mắt đã là cao nhất. Đẳng cấp, lĩnh chủ cấp hậu kỳ. Thiên phú, thông vệ, vương giả tiềm năng, thi vương chúc phúc, thi vương bất diệt. Dị năng, tinh thần niệm lực mạnh, lôi đình chúa tể, hỏa diễm chúa tể. Lĩnh vực, duy ta lĩnh vực, hoàn toàn do tinh thần niệm lực tạo dựng mà thành lĩnh vực, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại, lĩnh vực bên trong duy ngã độc tôn, cường đại tinh thần niệm lực thậm chí có thể ở một mức độ nào đó vạn vẹo thực tế. Lôi đình lĩnh vực, giống như lôi trì đồng dạng, lực phá hoại cực mạnh lĩnh vực, một khi bày ra, tự thân liền sẽ tiến vào trạng thái năng lượng hóa, đem bốn phía hóa thành một mảnh lôi đình chi hải, chung vùi hết thảy phần thế thiên hỏa, cực độ nóng bỏng, có thể thiêu tận thế gian hết thảy kinh khủng lĩnh vực, bày ra sau, đem tiến vào năng lượng hóa, biến thành thuần túy hỏa diễm, vĩnh viễn đốt cháy trong lĩnh vực hết thảy, nhưng phần thiên chữ hải, lệnh thiên tiêu đất nứt. Đệ tam trọng lĩnh vực. Luyện hóa địa hỏa kết tinh, khoa trương thành công đã đạt thành xưa nay chưa từng có, sau cũng lại khó có người đến kinh khủng thành tựu. Tam trọng lĩnh vực gia thân, triệt để tại lãnh chúa cấp bên trong vô địch. Mà lúc này rõ ràng nhất một điểm, chính là khoa trương cũng có khống chế cái này một mảnh biển nham thạch nóng chảy năng lực dung nham cự tích cái kia ác tâm đến cực điểm sân bãi ưu thế cũng từ đây không còn sót lại chút gì dung nham tích cự tích tự hồ cũng ý thức được điểm này càng thêm điên cuồng điều động biển nham thạch nóng chảy sức mạnh hướng khoa trương khởi xướng cùng loạn công tích đối mặt mảnh liệt nóng bỏng nham tương sóng lửa khoa trương chậm rãi mở miệng lĩnh vực bày ra phần thế thiên hỏa